xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì anh chị ơi, ngày nay em tiếp tục như chỗ 6 Bảo Năng giới thiệu cho anh chị xem một cái lô đất nằm trên mặt tiền đường nhựa, lô giới quy hoạch 20m ngay chỗ 6 Bảo Năng luôn nha anh chị. Thì con đường nhựa này là con đường nhựa 7/7 nha. Từ vị trí đất này, đây là miếng đất giới thiệu, di chuyển ra đường Bảo Năng Chà là mất khoảng tầm 800m nha anh chị. 800m ha. Rồi thì miếng đất ngày hôm nay em giới thiệu nè chị, đó là miếng đất này, ngang 18m, có cổng rào kiên cố, hàng rào lưới B40 là toàn bộ trụ sắt lên bê tông là kiên cố hết rồi nha anh chị. Miếng đất này là chủ mua để nghỉ dưỡng, bây giờ là không có nhu cầu bán lại nha. Ngang 18, dài 53, có thổ cư là 400m² luôn nha anh chị, rất là đẹp ha. Cổng rào rồi kiên cố, dài múc tới sau lưới B40 là đầy đủ. Và giá của miếng đất này ngày hôm nay anh chủ kêu bán là 180 triệu một mét ngang, còn thương lượng nha. Và anh chị lưu ý là trên đất này có 400m² thổ cư, còn lại là đất lúa nha anh chị. Rồi đó, để em quay chiều ngang mặt tiền đường cho anh chị mình xem nè. Ngang 18m, bữa giờ mưa cho nên là cây cỏ nó lên hơi nhiều, anh chị thấy không có rõ đất chứ bình thường. Lúc trước đất này nè em có giới thiệu cho anh chị qua một lần này, lúc đó là chưa có cỏ mọc lên, rất là đẹp luôn. Đó, dài qua tới ranh bên này 18m, sâu xuống là 53m, thổ cư 400 luôn, vừa ở vừa nghỉ dưỡng luôn nha anh chị. Mặt tiền đường nhựa này luôn, và con đường nhựa này nè anh chị, nó kéo dài qua tới thị xã Hòa Thành luôn nha, nay là lên huyện Hòa Thành rồi đó, dài qua một tên đó luôn. Con đường này tầm mới hả ơi, đâu đó là hả 7 cây số luôn anh chị, dài lắm. Con đường nhựa này rất là dài, và từ cái vị trí này nè anh chị di chuyển ra đường Bảo Năng Chà là mất khoảng 800m thôi. Thì ngay khúc đầu đó em có giới thiệu anh chị xem là ngay đầu đường Bảo Năng Chà Là đó, ngay là khu tái định cư đó. À, và cái miếng đất này nè anh chị, gần với các căn nhà 1,5 tỷ mà có miếng trời á, em giới thiệu rồi á, nhà 3 phòng ngủ á đó, miếng đất này là gần nhà đó luôn ha. Rồi thì tí xíu em sẽ chèn sổ với cho anh chị mình xem nha. Đó, anh chị xem nè, 50 mấy mẫu. Đó, chạy ra khoảng 200m nữa là tới đường nhựa tỉnh lộ 781 nha anh chị. Đứng tại đây là anh chị có thể thấy xe của đường tỉnh lộ đường Bảo Năng Chà Là nha anh chị. Đó, đứng tại đây anh chị có thể thấy luôn nè. Đó, quy mô của khu tái định cư, nhưng phần đất này á, là 50 mấy mẫu, nó 400 mấy chục mét mặt tiền đường Bảo Năng Chà Là nha anh chị. Đó, đây là đường nhựa 7/7 lộ dưới hoặc 20m nè. Đó, đường nhựa này làm xong rồi nè, xuyên qua thị xã Hòa Thành luôn nha anh chị. Nữa thì anh chị thấy đó, rất là đông, rất là sung luôn ha.